Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đến với kênh Bonsai Dừa Quang Linh. Hôm nay mình thăm lại những cái phôi dừa mini mình đã ôm được gần nửa tháng hơn rồi mọi người. Sẵn đó mình quay clip lại chia sẻ cho mọi người xem nha, những cái trái dừa mini siêu nhỏ nha. Mọi người cùng theo dõi nha. Ở đây mọi người, mình mới moi ra thử nè, nó đã lên mọng cũng hơi cao nè, có rễ cũng to mọi người, này là siêu mini luôn mọi người, có chút xíu siêu à, kéo dài luôn nha. Để mình quay cận cảnh lại cho mọi người xem rõ hơn nha. Rồi để mình lấy ra cho mọi người xem mọi người. Cái trái này mình lấy trước rồi nè, này mini kéo dài. Đó, để mình lấy nét mọi người xem, đây kéo dài nha mọi người, rất là đẹp luôn. Này là dừa éo á mọi người. Đó, kéo dài đẹp chưa? Một em. Rồi, để mình lấy ra thêm một trái nữa mọi người xem nó có nó bé hay lớn nha. Đây mọi người. Mình ôm 8 trái mini nhưng mà hôm bữa mình nhìn thấy nó thối hết một trái, nó hư hết một trái mà. Ồ, nó mọc cái rễ sâu á, cứng lắm. Nó mọc cái rễ ra ngoài cái lỗ của cái chậu này. Đây một trái mini kéo dài nữa nha mọi người. Hai em để tạm đây nha. Rồi, lấy tiếp em này cho mọi người xem luôn. Đó. Nó mọc cái xuống cái lỗ dưới đây nè mọi người, nó mọc cái rễ dài quá. Đây một em rễ rễ ôi chưa, một em mini nữa mọi người. Đó, một em mini gáo dài ngọn quắc nữa nha. Ba em. À, cái này bữa nó bốn em mọi người. Nhưng mà nó chết hết một em. Rồi, tiếp tục lấy ra mấy em này nữa nha. Lấy ra một chút nữa mình cho vô chậu, từng chậu riêng biệt để mình ôm mọi người. Định kiếm những cái chài nhỏ nhỏ để mình ôm cho nó vừa với đây. Siêu mini gáo nhỏ dài nữa nha mọi người. Đó. Hoàn toàn lên mỏng hết trơn nha mọi người. Rồi tiếp tục một em nữa nè. Buổi chiều mấy con chó với mấy con heo nó la hơi ồn mọi người. Mọi người thông cảm nha. Đây một trái siêu mini gáo dài nữa mọi người. Tuyệt vời chưa? 5 em. Rồi em này, em nào cũng lên mọng cao cao hết mọi người. Mình ôm hơn nửa tháng rồi vậy. Mình cũng quên mất. Đây một em mini gáo dài nữa nha mọi người. 6 em. 2, 4, 6 em nữa là 7 em. Nếu em kia không chết là được 8 em mọi người. Nè em này cũng lên mọng rồi mọi người. Đó. Ồ, một em mini kéo dài tiếp nha mọi người. 7 em. Rồi, để mình quay cận cảnh lại mọi người xem. Rồi, đây là thành quả của mình ôm tầm hơn nửa tháng nè mọi người. Toàn là tác phẩm phôi dừa, siêu mini, kéo dài. Này, làm mini rất là đẹp mọi người. Mình thấy hấp dẫn chưa? Nó nhỏ xíu à mọi người. Đây là cái ống quẹt nè. Đó, em này là nhỏ nhất nè. Nó bự gấp bằng hai cái ống quẹt thôi mọi người. À, mấy trái này thì cũng hơi to hơn chút. Này. Cái này cũng nhỏ không to đâu mọi người. Trái này nhỏ hơn nữa nè. Đó, trái này một bằng một cái hơn một cái quẹt chút thôi mọi người. Đây nè. Đó, dài đứt nhọn rất là đẹp luôn. Bảy em này làm siêu mini là rất là tuyệt vời mọi người. Kéo dài nhọn đẹp luôn. Đó. Rễ ra cũng to to không nha mọi người. Kéo nhọn này mình ôm cái kiểu mà chổng ngược lên như thế này nè. Nhìn rất là tuyệt luôn. Mình sẽ ôm một hai ba trái thì chổng ngược, còn một trái thì ôm theo kiểu dáng huyền mọi người. Trái này mình sẽ làm kiểu rễ quấn tròn.
kiếm những cái chai nhỏ mình ôm cho gà nó quắn đẹp lắm mọi người. Nó ra được hai ghế nè, em này được hai ghế. Em này thì được có một ghế à mọi người, siêu mini, nó ra ghế rất là ít. Em này được một ghế nè, mình ôm tiếp nữa chắc có thể nó ra nhiều ghế nữa mọi người. Em này thì ba ghế luôn mọi người, ba ghế với mấy em ghế nhỏ nè. Em này sẽ em này thì được hai ghế, một ghế rất là to nè mọi người. Đó. Em này thì chỉ có một ghế một thôi mọi người. Em này một ghế một thôi. Simni gáo dài, đít nhọn, tuyệt vời luôn. Em này cũng một ghế thôi, em này là bé nhất mọi người. Em này là bằng gữ cái hộp quẹt mọi người. Bự hơn bằng, nếu hai cái hộp quẹt thì to hơn, nhỏ hơn. Nó có cái thước đo cho mọi người xem. Cũng rất là nhỏ mọi người. So với cái hộp quẹt thì mọi người cũng biết rồi. Đó, đây là thành quả mình đi săn được 8 em mà mình ôm thì kết quả thì được 7 em lên thôi mọi người. Một em thì nó đã bị thối rồi. Rồi đây nè mọi người. Sau khi mày mò gần 1 tiếng thì mình đã nhồi nhét những cái sao dừa vô để nhét những cái trái mini vô mọi người. Mình định tìm những cái lon to hơn để mình ôm cái dáng quyền, nhưng mà không có những cái lon to rồi, những cái chai to mọi người, nên mình lấy những lon bia Bivina để mình ôm dáng trực hết, để chủ yếu là mình lấy cái bầu ghế quấn tròn 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 đó mọi người. Đó, vậy nó mới đẹp. Thì hôm qua thì mình cũng có lên mấy cái chậu, mấy cái chai nhỏ nhỏ này nè mọi người. Được mười mấy em cũng là siêu mini nhưng mà gáo tròn, mình mới cắt mấy cái bẹ cho nó mọi người. Thì có dừa biển đó mọi người. Đây mình có hai trái dừa biển siêu mini, gáo nó không được dài, chỉ có mấy em trong lon bia này là dài thôi. Là siêu mini, siêu nhỏ, siêu dài luôn mọi người. Cái này là giống dừa ẻo nha mọi người. Đó. Này là làm mini rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn mọi người. Thôi clip của mình xin tạm dừng mọi người. Mình muốn chia sẻ với mọi người về cái phôi dừa ẻo mini, gáo dài, đít nhọn. Đó. Để cho mọi người xem giải trí. Thì mọi người thấy clip của Linh chia sẻ hữu ích cũng như thú vị thì mọi người đừng quên chia sẻ video cũng như like video và đăng ký kênh, ủng hộ kênh Bonsai Dừa Quận Linh của mình nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip về Bonsai Dừa lần sau.